Xin chào các bạn. Đối với những người mua hàng online thì Shopee chính là chân ái. Người yêu có thể chưa có nhưng Shopee thì không thể thiếu trong kho ứng dụng. Bởi lẽ gì cái gì Shopee cũng bán, từ những món đồ đơn giản nhất cho đến phức tạp và cồng kềnh nhất, chúng ta đều có thể bắt gặp trên Shopee. Và trong video này thì các bạn hãy cùng với Miss xem gì điểm lại những món đồ siêu độc dị được bày bán trên trang thương mại điện tử này nhé. Tàu ngầm. Vâng, các bạn không hề nghe lầm đâu, bởi vì nó chính xác là tàu ngầm thật 100%. Và chiếc tàu ngầm này thật sự đã được một người Thái giao bán trên Shopee Thái Lan với mức giá quá 220 triệu bạt Thái, tương đương 162 tỷ Việt Nam đồng. Nguồn con có chuyện này là vì năm 2020, khi kinh tế Thái Lan đang trên đà trượt dốc không phanh, vậy mà Thái Lan vẫn bỏ ra 22,5 tỷ bạt tương đương với 715 triệu đô, hay là 16.200 tỷ nếu quy ra tiền Việt. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, từ khóa tàu ngầm và câu hỏi tại sao lại là tàu ngầm đã trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội. Giữa lúc người không đồng ý, kẻ lại vỗ tay ủng hộ thì một người nào đó đã lên trang bán hàng trực tuyến Shopee để giao bán một chiếc tàu ngầm giá 220 triệu bạt, kèm theo đó là hình ảnh nét Full HD, độ phân giải cực lớn. Mặt hàng này nhanh chóng nhận được sự thu hút của cư dân mạng xứ chùa tháp, bởi nghe qua thì thấy số tiền này lớn, chứ so với tàu ngầm Trung Quốc bán cho Thái Lan thì cái giá này quá là hời. Thế nhưng lại có vấn đề nảy sinh, đó là người bán nhất quyết không chịu miễn phí vận chuyển, dù có 40 bạt, tức là khoảng 30.000 đồng Việt Nam. Vì cái chuyện free ship mà cuối cùng cái tàu ngầm cũng không thể bán được. Chẳng biết nếu như người bán mà chịu free ship thì có đại gia nào mua không nhỉ? Nói vậy thôi, thực ra đây là một màn giễu cợt của người Thái vì không đồng tình về quyết định của chính phủ họ. Máy bay. Không thể thua bạn kém bè, các dân chơi ở Việt Nam cũng giao bán một chiếc máy bay Airbus A321 CEO trên sàn Shopee với giá gần 896 tỷ đồng. Mà cái giá này là giá vào giờ sale, chứ còn không sale thì chẳng biết là bao nhiêu. Chuyện là hồi tháng 6 năm 2021, hãng Vietnam Airlines muốn bán 11 chiếc máy bay đã qua sử dụng. Ngay sau đó, trên Shopee cũng có bài đăng bán luôn. Chẳng biết cái máy bay này có chính chủ hay không, nhưng ở bên dưới, tên shop cũng là Vietnam Airlines. Người bạn ở bên Thái, các khách hàng của chúng ta sẵn sàng bỏ gần 900 tỷ mua một chiếc máy bay để sáng sang Macau chơi bài, chưa đến Nhật ăn sushi nhưng lại tiếc tiền vận chuyển. Một số người thì nói là không hợp phong thủy nên cũng từ chối mua luôn. Sau hai câu chuyện này, thiết nghĩ các nhãn hàng cũng nên tạo điều kiện để free ship, tránh vì cái móng chân mà lại không bán được con bò. Cá giấy đỉnh đạch. Nói đến những món hàng đắt đỏ như là ế chổng trơ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu hàng thật việc thật đây. Thật ra thì món đồ chơi này khá là đắt hàng và đối tượng chính là trẻ em. Đặc điểm của món đồ chơi này là khả năng giãy không ngừng nghỉ, giãy mọi lúc mọi nơi trên mọi địa hình. Với giá bán khoảng 55.000 cho đến hơn 100.000, các bạn sẽ được sở hữu một chú cá biết giãy. Điều đặc biệt là cá đồ chơi nhưng mà cũng có đủ loại cho khách hàng lựa chọn, từ cá chép, cá chấm cỏ cho đến cá Nemo. Các bạn đã bao giờ mua món đồ chơi này về chưa? Riêng mình thì thấy là món đồ chơi này khá là độc lạ. Còn các bạn thì nghĩ sao nhỉ? Sau video này thì bạn nào order về, nhớ để lại cảm nghĩ bên dưới phần comment nhé. Bán chồng. Các bạn không hề nghe nhầm đâu. Những cô gái nào mà đã trải qua 20 mùa khoai sọ vẫn chưa nảy nọ với ai thì có thể lên Shopee, bởi ở đây bán cả chồng và người yêu của bạn. Chỉ cần một cú click chuột, chồng hoặc là người yêu của bạn sẽ nghiễm nhiên được đưa vào giỏ hàng. Thế còn phí ship và cách thức vận chuyển như thế nào thì sẽ do bạn và chủ shop quyết định. Tuy nhiên thì với kinh nghiệm đọc Conan lâu năm như mình thì mình tin rằng đây chỉ là thuyết âm mưu và chủ shop cũng chính là cái món hàng mà bạn vừa mới mua đấy. Lá bảng khô. Hồi còn đi học, mỗi lần lao động sân trường là mình lại mệt xỉu ấp xỉu đau về quét lá bàng. Thế nhưng mà đến bây giờ thì lá bàng khô lại được giao bán trên Shopee, mức giá từ 500 đến 1.000 đồng một lá. Nếu như mà bạn đang thắc mắc không hiểu tại sao lá bàng khô bán mà cũng có người mua thì câu trả lời là lá bàng khô cũng có công dụng riêng, đặc biệt là với loài cá. Một số công dụng của lá bàng phải kể đến như là kích thích khả năng sinh sản, bảo vệ trứng cá khỏi sự tấn công của các vi khuẩn, tăng số trứng thụ tinh. Không những vậy, lá bàng khô còn giúp ổn định môi trường nước, ngăn ngừa bệnh nát vây, nấm trên vây và tăng cường miễn dịch cho cá. Nói chung là tưởng không hay nhưng mà lại hay không tưởng các bạn ạ. Tiếc là thời học sinh của mình thì chưa có Shopee. Nếu không thì mình cũng siêng ra nhặt lá bàng ở sân trường để kiếm tiền ăn vặt rồi. Đúng là quá tiếc luôn ý. Củi đốt là cháy. Củi thì tất nhiên là phải cháy khi đốt rồi, điều này thì không lạ lắm. Thế nhưng bán củi online thì đúng là chuyện mình chưa thấy bao giờ. Chưa kể là ở phần tiêu đề, chủ shop còn nói thẳng là củi này thường được dùng khi kết hôn, xuất viện ra tù. Một số chỗ khác bán củi bình thường hơn thì nhận ship đến 500kg củi. Không rõ là các bạn đã mua đồ online ở đây chưa nhở?
Riêng mình thì mình thấy mua củi cho Shopee khá là độc lạ và chỉ dành cho những dân chơi mà thôi. Bởi vì nguyên cái khâu đóng gói rồi vận chuyển cũng đã rất là cồng kềnh rồi. Chưa kể phí ship cũng không dễ chịu nếu như bạn mua một lượng lớn củi. Ăn một bát cháo mà lội ba quãng đồng thế này thì mình cũng bó tay thôi. Tất nhiên là nếu đủ hứng thú thì bạn vẫn có thể trải nghiệm và thử mua củi cho Shopee một lần xem sao. Củi thì đốt cháy, còn phần giấy bọc thì lấy để mà nhóm lửa. Nghe cũng khá là tiện đấy chứ. Dán điều khiển từ xa. Ở đây thì không biết là có bạn nào sợ dán không nhỉ? Mình thì mỗi lần nghe đến dán là đã chạy xa 5 mét rồi. Theo thống kê thì dán là động vật có nhiều antifan nhất thế giới. Chúng bị rùng rẫy ẩm khắp mọi nơi và đối với những người nào sợ dán thì chúng chính là cơn ác mộng kinh hoàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao người ta lại lấy nỗi sợ này để làm cảm hứng sản xuất ra một món đồ có tên là dán điều khiển từ xa. Những món đồ chơi này có hình con dán, được mô tả trên Shopee là món đồ này sẽ giúp trẻ em mạnh dạn hơn khi tiếp xúc với côn trùng. Thú thật là mình chẳng biết các em có mạnh dạn hơn không, nhưng mà tưởng tượng vào sinh nhật, những người bạn siêu lầy tặng cho con dán này, có lẽ là tim của mình sẽ nhảy ra mất thôi. Phễu tiểu đứng. Đúng là cái gì trên Shopee cũng có các bạn ạ, ngay cả phễu để đi tiểu cho phụ nữ. Chuyện là nhà sản xuất cho rằng những cô gái thường có một nỗi lo, đó là giải quyết nỗi buồn ở nơi không phải nhà của mình. Giải quyết nỗi lo ngại không dám đặt mông xuống bồn cầu dơ bẩn chứa nhiều vi khuẩn ở nơi công cộng của các cô gái. Đang đi trên đường, đi du lịch, cắm trại, đạp xe mà không tìm được một nhà vệ sinh công cộng thì dụng cụ này sẽ giúp các cô gái giải quyết mà không lo bị lộ hàng. Các bạn thấy sao? Riêng sản phẩm này thì lại bán khá chạy và có vẻ phù hợp với nhu cầu của người dùng. Mình thì thấy đây lại là một sản phẩm độc lạ và chắc chắn là chỉ có Shopee mới có thể bán thành công như vậy. Thòng lọng. Ai cũng biết là thị trường Shopee đa dạng với đủ các loại mặt hàng. Thế nhưng cũng có những món đồ khiến chúng ta phải cạn lời. Như là ví dụ dưới đây này. Người ta bán cả chiếc thòng lọng được thắt sẵn và treo lên khiến ai cũng nghĩ ngay đến những điều nhạy cảm. Quan trọng hơn là chủ shop còn mô tả mặt hàng này sẽ giúp thay đổi cuộc đời bạn hay là bất kỳ ai. Bạn chán ghét cuộc sống, chán nản cuộc đời. Thứ này sẽ giúp giải tỏa lo âu buồn bã, giúp bạn thanh thản hơn đến mãi về sau. Hẳn là giúp bạn thanh thản mãi về sau. Nghe đến đây thì đúng là không còn gì để nói nữa luôn. Bởi những mô tả này của chủ shop xứng đáng đi vào lòng đất. Chúng ta vừa mới điểm qua những món hàng độc lạ có 102 trên Shopee. Thì mới thấy là làm giàu không khó, chỉ một chiếc lá bàng hay là cái phễu cũng giúp chúng ta kiếm tiền. Còn ở đây thì các bạn đã mua món hàng nào độc lạ chưa nhỉ? Hãy để lại câu trả lời bên dưới phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời? Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nha. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.